Xin chào các bác, cô chú anh chị. Cây ổi của em nha. Cây ổi này đã từng một vài lần lên trên kênh YouTube của em nha, từ thời trồng. Cho bây giờ thì hôm qua quay cái video mà Thái Lan về ấy, đây là cây cối um tùm ấy, thì cũng có lướt qua cái cây này. Thì nó um tùm quá và nó rậm rạp quá, đâm là nó có bệnh quá, có bệnh bệnh ổi thì thường là nấm, với lại những cái con nấm trắng như này, nấm trắng này kiểu như dệt, với lại muội, cái quê em gọi là cây muội, cũng bị con muội trắng lá và nó bị mốc hết lá, cháy lá, quả thì rụng hết. Lá thì em không dùng thuốc gì đâu, mà kệ cây khỏe sống thôi. Đấy thì lá nó già cỗi, lá này trồng lên lá kia thì tỉa nó đi, để cũng là đến lúc làm để gọn gàng lại tí, đúng không ạ? Chưa 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 có gì là khác biệt lắm, nhưng mà cơ bản là sẽ tỉa nó gọn gàng tí, nhìn cho nó ưng mắt ấy. Các bác sửa sang lại tí nhìn nó sạch sẽ, cây cối nhìn nó sạch sẽ nó mới ok. Đấy thì một số các bác cứ ngày xưa cứ góp ý là cắt bỏ cái cành này. Lần đầu tiên ngày em sờ cái cây này này, em cũng muốn cắt cành này đi, nhưng mà nhìn nó khá là hơi khó, thì phải ngả cái này xuống nữa, ngả xuống nữa, và cái tay này nó phải mạnh lên, và có cái tay nó che cái chỗ này đi, và chỗ này rất là trống, cắt này đi. Và cơ bản nữa là cái tay này này nó chưa đáp ứng được cái so với cái thân trực này. Đấy, nó khá là suôn, cắt cắt hết thành cái phôi thì nó khá là mất thời gian. Đấy rồi, nó rất là nhiều quả nhưng mà nó bị dẹp riết, nó bị muội mốc, nó rụng hết các bác. Này còn lại một số quả thôi, lại một vài quả đây này, nó vẫn đang bị bệnh, nó trắng lắm chưa. Đấy, nó trắng lắm, mốc rồi, ngoài rụng hết rồi. Đấy, vẫn còn một số quả chưa bị bệnh, chứ này chút quả chi chít luôn, mỗi đánh lá một quả. Thì bây giờ bác cùng em làm cái này nhé, mình nghiên cứu ấy. À, xem tốt phá vừa mới tỉa, cây xanh đang tỉa thì chưa bông, với giữ vít tạm một số cái bông xuống. À, bác cứ một thời gian sau, một tháng rồi nhìn cây này sẽ rất khác. Nhìn này, lá cắt xuống cùng đùm gốc này. Đấy, rồi mình em làm cái ổi đấy nhá. Nó đang bị ngược sáng các bác, mặt trời nó chiếu thẳng như thế này. Đấy, cho nên là chiếu vào camera xoay các cái phía đều không được, thì mặt trời nó đang đứng bóng. Hơi tối đấy các bác, làm cái đa văn này. Tí nữa em lướt lại sau.
tối quá các bác nhỉ. Mình đánh tính cắt bỏ cái ngọn này đi, cắt bỏ cái phần trên đấy. Cái ngọn chính này tính cắt vào cái đoạn khẩu trên cái khẩu này. Đấy, ngọn chính này. Đấy, tính cắt vào cái khẩu trên này, ở lên này có hai cái chài này, cao nhất này. Đấy, đoạn nó hơi tơ hơi đơ, và lấy cái cành cái non này họ đặt bên này, cái ngang ngang giật ngọn này. Đấy, giật ngọn. Thế nhưng mà cứ để đã, thằng nào cũng đang nuôi mà cứ để đã. Đấy, phía đằng kia thì hơi nhanh nhỏ, nó mọc về trước. Lá thì để vậy, mình lá non. Đây các bác, vừa nãy để trồng camera lên cao, ở cây này nó cao ấy, để trồng camera lên cao nó view được thì nó có thể nó hơi tối các bác nhìn nó không cả. Giờ em view lại lượt nhé. Đây mới chỉ cắt thôi chứ đem có đem cả dây dợ này, nhưng mà chưa cần thiết thì vào nó còn vẫn còn nguyên form. Đây mã chỉ trường này, chỉ vài đường kéo mà đã một đống chín trường đây rồi. Mình rất là xót thương các bác.
trong này có nhiều nụ hoa. Đây, ông cành này, ông cành này, ông này vừa có ngọn núi này. Đấy, giờ cứ đi. Còn chưa lại mấy quả sót lại này. Còn quả này rất to. Để lại cái quả cho vui thôi. Đấy, nhìn nó sạch sẽ thích hơn luôn. Cỏ cái dọn đi sạch sẽ. Đây là mình chưa có cái ba cái chạc này, ba cái cây nhỏ nhỏ. Nhưng mà cái tay này cực kỳ nhiều quả, vẫn còn cuống. Cuống quả nhưng mà nó bị rụng sạch thì nó nấm, nó bị cành trên nó che, nó bóng, nấm, nó rụng hết. Đấy, thì sau này chơi bền vững thì sẽ phải chú ý đến thuốc thang cái đó. Đây, mình bác xem mặt sau nhé. Mặt sau nhé. Sau nhé. Mặt sau. Mặt này nó hơi kém hơn một tí. Nhưng mà vẫn chơi được. Một cô ở dù dịt. Mặt sau thì nhìn thì cảm giác cái này nó phải xuống thêm. Mình xuống thêm thì nó đang suôn quá. Đấy, trên mặt trước nhìn thì ổn rồi. Để xà thêm cái này xuống. Để xà thêm xuống. Đấy, thì như thế sẽ chơi được tất cả các mặt. Rồi, cái ngọn này sẽ cắt đi. Cho nó rụt rụt cổ, cho nó kiểu giống cắt giật ấy. Đoạn này nó hơi thô. Hơi to, nó to bằng cái đoạn này hơi thô. Đấy. Nhưng mà để cắt sau, cho cái mầm mới này lên đã. Chơi ổi nó rất sướng các bác, cái mùa này này. Nó bóc những cái già, nó bóc ra này. Có những vết loang lổ này. Rất là thích. Nhìn nó già nua, nhìn nó thích. Đổi màu trắng, vàng, nâu sẫm có hết. Đấy, loại quả, mùa này quả. Rất phê nha. Đây này, vẫn còn đang bị nấm nữa này. Một rồi em để ở đằng kia, bác cũng để ý, em để ở đằng kia. Dưới cái bóng cây tí nó bị nấm. Ở đây kiến nó vào, vừa kiến vừa dệt. Làm tổ này. Đấy, giờ để lấy tí này tí thuốc liền sẹo rồi bôi lên mấy cái vết kia tí quá nhỉ, nắng này hại cây lắm. Rồi đây ông sành này cũng vừa mới làm sáng nay, nhưng mà cái gầy này to, quay vào nó khó quay quá, định quay bác xem là có em chia dạ lại bông chỉnh lại khá là nhiều cái cây này, chuẩn bị làm một số cái tay rơi cho cây này. Đấy, các bác chỉ một thời gian sau nhìn nó sẽ rất bề thế. Ngọn nó giật lên ngọn rồi. Ngọn vừa rồi em cắt đi, hồi chồng em cắt đi, giờ nó giật lên ngọn rồi. Ngon lành, bề thế rồi. Đấy, quay trở lại ngồi đó nhé. Toàn cảnh. Đấy. Rồi, bây giờ là lấy cái liền sẹo bôi vào những cái chỗ này. Cho nó đỡ nắng, bởi nắng là nó chết. Sẽ khô, chỗ này sẽ khô dần xuống. Để đi cả cây chơi đùa đâu. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn các bạn.